Bé bán giày xin chào tất cả các anh và các bác ạ. Giày em tiếp tục về. Hôm nay em lại lên cho các bác nhiều mẫu giày đẹp nha. Và những mẫu giày sale giá chỉ từ 250k thôi. Các bác cùng theo dõi clip với em nha. Rồi, đây là số điện thoại của bé bán giày nha. 0344902609. Các bác ưng mẫu nào thì chụp lại rồi gửi qua Zalo cho em hoặc là gọi điện trực tiếp cho em nha. Rồi, mở đầu video này, em sẽ lên cho các bác hai siêu phẩm loafer rất là đẹp đây. Mẫu đầu tiên em lên cho các bác này là một em loafer này, màu nâu nha các bác nha. Đó, form dáng rất là đẹp, độ mới này còn rất là đẹp nha các bác nha. Đây, bộ đế này, đế là đế cao su, đôi này đến từ Nhật Bản nha các bác nha. Đôi này có mã là F575, size 41, giá là 400k nha các bác. Size 41 là tương đương với chân 26cm nha các bác nha. Đó, da bóng loáng các bác ơi, rất là đẹp. Nhìn, các bác nhìn thớ da của nó này, rất là dày nha. Đó, form này là bán là rất là chuộng bên shop nha. Bộ đế này. Đó, đây, trong lòng lót này là thương hiệu đến từ nhà Haruta Nhật Bản này các bác. Đó, rất là mới nha. Trong lòng các bác nhìn này. Đó, rồi, rất là đẹp luôn. Form dáng này, các bác nhìn em tháo form ra rất là đẹp nha. Rồi, bác nào ưng đôi này chụp cho em mã F575, size 41, giá là 400k nha. Các bác mua hàng bên shop em thì cọc giúp em 50k để em đi đơn nha. Chuyển khoản full là shop em bao ship ạ. Rồi, em lên tiếp cho các bác này. Đấy, một em giày size bé nha, rất là đẹp nha. Độ mới cao này, có hai cái chuông này, rất là đẹp. Kiểu này. Đó, da còn bóng nha các bác nha, chưa có chảy xước gì đâu. Bộ đế này, có mòn nhẹ một tí thôi, có thiết kế những cái lỗ này. Đó, giúp chống trơn trượt nha. Đôi này có mã là F577, size 39, giá là 400k nha. Size 39 này. Mấy bữa có các bác hỏi em size bé này, nay em lên size bé cho các bác lựa nha. Đó, rất là đẹp này, da này. Rồi, láng on luôn các bác. Da bò hết nha, hàng nước ngoài, về si hàng ngoại. Đây, trong lòng này các bác này. Đó, dập tên nước ngoài đây nha. Đây, có thông số ở trong này nha. Chân 39 là tương đương với chân 24.5cm nha các bác nha. Đó, một em form dáng rất là đẹp. Giá hời nha các bác nha, chỉ có 400k thôi. Rồi, bác nào ưng mẫu này chụp cho em mã F577, size 39, giá là 400k. Size bé này rất là ít, các bác nào ưng thì nhanh tay nha. Rồi, em lên tiếp cho các bác một em size bé đây. Độ mới rất là cao nha. Đó, form dáng dày tây, màu đen nha các bác nha. Các bác nhìn được gót này, còn đẹp này. Cái này là bị bẩn thôi, em còn đánh xi lại nữa nha các bác nha, không sao nha. Bộ đế này. Đó, trời ơi, bộ đế chắc là đạp đất được một lần thôi các bác, rất là đẹp nha. Chưa có thấy vết bẩn luôn. Đến từ Made in Japan, đến từ Nhật Bản nha các bác. Đôi này có mã là F578, size 38, giá là 450k. Anh nào size 38 hỏi em thì chốt liền em này nha. Đó, size bé rất là ít thôi. Em quay cận cảnh hai chiếc cho các bác coi nha. Đó, da rất là bóng bẩy nha. Đó, đồ đế này, còn đẹp. Đây, trong lòng này, trong lòng là lòng lót da hết nha các bác nha. Đó, dập thương hiệu ở trong này cho mình. Rồi, các bác ưng mẫu này chụp cho em mã F578, size 38, giá là 450k nha. Rồi, em lên tiếp cho các bác một em da lộn này, màu nâu nha. Đó, dáng là dáng mocha này. Đó, về đế bệt nha, các bác phối được rất là nhiều đồ. Đôi này có mã là F574, size 41, giá là 400k.
Size 41 tương đương với chân 26cm nha. Thôi này là đế cao su nha các bác nha. Đi nhẹ dẻo và êm, da mềm mại nha. Đó. Dòng này thì chúng ta không cần đánh xi đâu. Các bác chỉ cần lau chùi vệ sinh là sạch rồi, không cần đánh xi nha. Đó, các bác đi chơi đi dạo phố đều ok hết nha. Chơi đi làm tiệc tùng cũng được. Đây, trong có dập hiệu là hát Hawaii. Đây, trong đây lòng da hết các bác này. Da nha, mềm. Rồi, bác nào ưng đôi này chụp cho em mã F574 size 41, giá là 400k nha. Rồi, em lên tiếp cho các bác một em thương hiệu Reger, thương hiệu nổi tiếng của Nhật nha. Đây, màu màu vàng bò, hơi nâu về, hơi về đỏ xíu. Này là thiết kế da bò hạt này các bác, với lại phối với da bò trơn. Phần đằng trước này thiết kế họa tiết đục lỗ cổ điển cho mình này. Đó, form dáng rất là sang nha. Đây, phần dưới đây đã được khâu chắc chắn rồi. Cái dòng này đi siêu bền nha các bác nha. Đó, các bác đi không sợ bung keo hở keo nha. Đôi này có mã là F570 size 40.5, giá là 450k nha các bác nha. Đó. Những mẫu này em bán tại shop là đang trên 500 đó. Trên video này em bán 450 cho các bác thôi. Em quay cận cảnh hai chiếc cho các bác để các bác coi video tiện hơn nha. Coi ở trên này là rõ nhất nha. Đây, trong đây dập hiệu Reger cho mình này. Đó, ký hiệu của Reger đây các bác. Rồi, bác nào ưng đôi này chụp cho em mã F570 size 40.5, giá là 450k. Các bác xem clip cho em xin một like, một follow nha. Để em lên nhiều mẫu giày cho mình ạ. Em cảm ơn các bác nha. Đây. Rồi, lên tiếp cho các bác một em màu vàng này. Màu vàng. Đó, có thiết kế những đường chỉ này, may rất là tỉ mỉ nha các bác nha. Đó. Form dáng thì đơn giản nha, da trơn tru. Đây, gót có mòn nhẹ một xíu nha. Đôi này đến từ Italy. Đế là đế da khâu nha các bác nha. Đế là dòng đế cao cấp. Đôi này có mã là F582 size 41.5, giá là 400k nha. Các bác nào mà muốn dán topi á, thì dặn shop hỗ trợ dán cho các bác là 50k nha. Đây, dán phần này trên này, dán chống trơn cho các bác nha. Rồi. Đó, hai chiếc còn rất là đẹp nha các bác nha. Một em đến từ Italy, giá chỉ 400k thôi. Đây, trong lòng này dập hiệu Brora. Đó, lòng lót da hết nha các bác nha. Những đôi lòng lót da này đi rất là mát chân này. Đó. Rồi, bác nào ưng đôi này chụp cho em mã F582 size 41.5, giá là 400k nhé. Rồi, em lên cho các bác một em da bò hàng bán trụ bên shop nha. Đôi này là hàng mới này, hàng mới, thớ da rất là dày dặn nha. Đó, toàn bộ full da hết nha các bác nha. Đó, nó này là form dáng giống như là em Gucci á các bác. Đây, đôi này có mã là Gucci size 39, giá 600k nha. Đã được khâu chắc chắn này các bác, đi không sợ bung keo gì hết nha. Cái dòng này đi rất là bền luôn, các bác phối được rất là nhiều loại quần. Đó, rất là tiện nha, xỏ vô và là đi thôi. Đó, thở da rất là dày các bác nha. Đi dòng này rất là sang. Rồi, bác nào ưng mẫu này thì chụp cho em mã Gucci size 39, giá 600k nha. Rồi, em lên tiếp cho các bác một em dập vân cá sấu này, da bò dập vân cá sấu nha. Hàng second hand, có một cái khóa đây nè. Nhìn rất là sang các bác ha. Đó, da cũng dày dặn nha. Đây, form dáng của em này. Da mềm nha các bác nha. Đây. Đôi này có mã là F573 size 42, giá là 350k. Đôi này là đế cao su nha các bác nhé.
Form dáng rất là đẹp các bác ơi. Tôi này đi lên chân rất là sang luôn. Da mềm mại đi em. Đây, trong lòng giày này các bác này. Đây là cái lót mút nha, thấm mồ hôi tốt nha. Da rất là mềm này các bác này. Đó, các bác di chuyển thoải mái luôn. Rồi, bác nào ưng đôi này chụp cho em mã F573 size 42, giá là 350k. Trước khi ship bên em sẽ kiểm tra lòng lót cho các bác nha. Và keo, đôi nào mà có dấu hiệu hở keo là bên em sẽ hỗ trợ may free cho các bác luôn. Rồi em lên tiếp cho các bác một em. Dây lười, dây tay lười nha, màu nâu. Đó, có một cái khóa ở trên này này. Các bác nhìn nè, rất là sang nha. Da bóng bẩy các bác ơi. Trước khi ship là bên em còn spa lại một lần cho các bác nữa nha. Spa free nha. Đôi này dập hiệu tân đi, đã được khâu chắc chắn rồi nè. Đế của em nó là đế đế xốp nha. Đôi này có mã là F572 size 41.5. Giá shop sale là 300k cho các bác nha. Đó, các bác đi làm đi tiệc tùng ok hết cho em nha. Một em giày da bò rất là đẹp. Form dáng sang nha. Đây, trong lòng này, dập hiệu tân đi nha. Đó, mít hâu của tân đi. Da mềm mại các bác nha. Da rất là mềm. Này đi sướng chân lắm. Bác nào ưng đôi này chụp cho em mã F572 size 41.5. Giá là 300k nha. Rồi em lên tiếp cho các bác một em giày tây màu nâu đỏ nha. Phối họa tiết cổ điển này, hình trái tim này, rất là sang. Form mũi nhọn này. Đó, các bác nào mà đi màu đen chán rồi thì chuyển qua màu này đi, nó cũng hay hay này các bác. Đôi này dập hiệu là Hot Puppy, đã được khâu chắc chắn cho các bác rồi. Bộ đế là thiết kế đế da, phần trên này là phần cao su cho các bác nha. Đôi này có mã là F579 size 41, giá shop sale cho các bác là 250k. Rồi, với một em giày da các bác có thể mang đi làm đồ thoải mái nha, chỉ giá 250k thôi. Đó. Mặt da còn đẹp này các bác này, chưa có bị chảy xước gì đâu nha. Đó, để lại được khâu chắc chắn rồi, các bác đi không sợ bung keo hở keo nha. Đây, trong lòng này, dập hiệu Hot Puppy, cái lòng lót còn đẹp này các bác này. Đó, da cũng mềm nha các bác nha. Rồi bác nào ưng đôi này chụp cho em mã F579 size 41, giá em bán là 250k nha. Rồi em lên tiếp cho các bác một em màu đen mũi nhọn nha. Mũi nhọn form này thì các bác đi sẽ không tới mũi đâu nha. Đó, các bác nào thích mũi nhọn thì hãy chọn em này này. Đó, đôi này đến từ Nhật Bản và đã được khâu chắc chắn rồi nè các bác. Thiết kế là một bộ đế cao su nha. Đôi này có mã là F576 size 41, giá là 350k. Size 41 là tương đương với chân 26cm các bác nhé. Này là bản. Phần bên này nó có chun co giãn cho mình này, giúp mình lúc mà di chuyển dễ dàng thoải mái nha các bác nha. Trong lòng lót này, dập tên nước ngoài nha. Đó, lòng là lòng da nha các bác nha. Đàn bên shop là bao da cho các bác xài. Rồi bác nào ưng đôi này chụp cho em mã F576 size 41, giá là 350k. Rồi em lên tiếp cho các bác một em da bò dập vân đây, dập vân cá sấu nha. Đó, da bóng mướt các bác ơi, màu nâu nha, rất là sang và đẹp nha. Này, gót này còn có mòn nhẹ thôi, không đáng kể nha các bác. Đôi này dập hiệu là ESQRE, có mã chốt đơn là F571 size 42, giá là 400k nha các bác nha. Wow, một em giày da bóng bẩy rất là đẹp, kiểu dáng. Đó,
em show cận cảnh hai chiếc cho các bác để các bác coi video cho tiện. Đây, trong lòng dày nha, dập hiệu ES Vira cho mình luôn, lòng là lòng da lót da nha, đi rất là mát chân. Đó, một em form giá rất là sang nha. Rồi bác nào ưng đôi này chụp cho em mã F571 size 42, giá là 400k nha. Này các bác đi tiệc đi làm được hết nha các bác nha. Rồi em lên tiếp cho các bác một em màu đen dày tây. Cái phần này là nếp gấp chân nó nhanh nhẹ thôi các bác nha, đi lên chân là hết thôi ạ. Gấp có mòn nhẹ. Đôi này là đế da này các bác này. Đôi này thương hiệu là ES Quire. Phần trên này là phần cao su cho mình nha, đi chống trơn này. Đôi này có mã là F580 size 42.5, giá là 350k nha. Phần này thiết kế dây chun co giãn nè, các bác nào muốn thay dây cột thì báo em thay dây cột cho nhé. Đây, trong lòng này, dập hiệu ES Quire, cái lòng lót nè, còn rất là đẹp nha các bác nha. Đó. Rồi, da đôi này cũng mềm mại nha. Rồi, bác nào ưng đôi này chụp cho em mã F580 size 42.5, giá là 350k nha. Rồi em lên mẫu cuối cùng của ngày hôm nay nha các bác nha. Các bác muốn coi nhiều mẫu giày hơn thì kết bạn Zalo với em nha. Ở trong Zalo em có đăng nhiều mẫu giày á. Em vàng bò, thiết kế họa tiết hoa văn này, cổ điển nha, sang trọng. Đây, dập hiệu tên thương hiệu nước ngoài nha, đã được khâu rồi. Đôi này là đế cao su nha các bác. Đôi này có mã là F581 size là 42, giá 300k nha. Da bóng bẩy nha các bác nha, chưa có bị xước đâu. Đây, trong lòng này. Đó, lòng còn đẹp này các bác nha. Da mềm. Rồi bác nào ưng đôi này chụp cho em mã F581 giá 300k size 42 nha. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi video của em ạ.